Rồi, trưa hôm nay em cập nhật clip một cặp kem long nhuyễn da sát nha anh chị. Quá pin, quá đòn, quá dài luôn. Bóng mồng, cu giái hoàn thiện, chân cẳng hoàn thiện. Bò này bao tạc lỗi cho anh chị. Đó, thì vừa ăn uống về chân cẳng anh chị. Bò này chấm 9 nút nha, 10 nút nha anh chị. Đòn quá dài anh chị ơi. Này chuẩn để mình khung đàn có này, mình dỗ mau lên anh chị ơi. Đó thì mình dỗ đường ngắn, dỗ tầm 5 đến 6 tháng là mình có sức rồi anh chị ơi. Bò này thì tầm 12 13 tháng. Đó. Miệng rộng khoé sâu anh chị, miếng bò này ăn tạp dữ lắm anh chị ơi. Chân nè. Chân như cái cơ luôn. Bự như cái cột định vậy anh chị. Nó chân ngắn cối nha. Cu giái là hai giái hai hòn nè. Cú giấy hoàn thiện đu một chùm luôn. Bò thì tốt bò á anh chị. Đó. Nhìn là biết con bò này pin lực rồi. Đó. Còn thứ hai nha anh chị. Không con nào cũng lực hết nha anh chị. Đó. Chân cẳng cối nè, đầu to ồ nè. Cu giấy nè, chân cẳng nè. Cái đuôi chà bá là biết con bò bự nha anh chị. Đó. Quá trời biến không. Cái đòn dài sọc luôn. Thì anh chị ở xa gần thích cặp bò được vỗ béo này thì mạnh dạn liên hệ em. Thì cái này thì mấy con bò này ước lượng cả 200 mấy 300 hơi rồi nha anh chị. Đó thì bán giá này cắn thịt xíu anh chị ơi. Đó, anh chị nào mà có điều kiện cỏ nè, thuốc men, cắm lớ đó, muốn dỗ đường ngắn thì bắt cặp này là quá ok rồi. Dỗ đây tới cuối năm cũng có thạch nha anh chị. Nó cũng ra được, cũng được. Đó. Bò này lỡ bò anh chị, tầm 13-14 tháng rồi. Rồi, giá bán tại chuồng là 47 triệu nha anh chị. Anh chị cần thì mạnh dạn liên hệ em.